Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường DT824 ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào sáng nay. Và như quý vị đang nhìn thấy trên màn hình thì chiếc xe container này đã đâm đầu vào nhà dân, phía bên cạnh là trường mầm non. Chỉ nhìn hiện trường thôi cũng đủ để chúng ta hú vía. Và trước đó thì hung thần này đã gây ra tai nạn ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin ghi nhận sau. Thông tin ban đầu, hơn 6 giờ sáng nay, xe container chạy trên đường DT824 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An. Khi đến khu vực xã Mỹ Hạnh Nam thì bất ngờ tông giải phân cách giữa đường, sau đó lao qua chiều ngược lại trước trường mầm non và lao vào một nhà dân bên đường. Rất nhiều người đã may mắn thoát nạn trong sự cố này. Tại hiện trường, cửa cuốn nhà dân bị xe container tông sập, phần đầu kéo của xe container chắn hết lối ra vào căn nhà. Phần rơ móc chở thùng hàng chắn ngang đường DT824 gây ùn tắc xe nghiêm trọng tại khu vực nhiều giờ liền. Lực lượng chức năng đã tạm thời cho xe cẩu kéo di dời phần rơ móc chở thùng hàng của xe container vào sát lề để giảm áp lực ùn tắc giao thông.